92 triệu nha. Và giá thì chỉ có 99.000 thôi. Thường là những cái phong đồng mà bên em sale quá thì do là nó lẻ sai lẻ số bên em mới sale như vậy nha. Rồi, comment này cho em là A592 mấy chị nha. Và em dùng đơn A592 chị muội nha. Rồi em đứng lại gần cho mọi người xem nè. Phong của A592 bên em làm á là thêm cho mọi người cái phần viền ngang trên này cực xinh luôn. Có nút bọc và đầm xòe nhẹ giùm em mẫu này nha các chị nha. Phong dán đầm 2 giây đơn giản nhẹ nhàng rất là dễ mang. Và cái màu bên em chọn cho mọi người á là cái tông màu caro xanh trên ở phía trong là cái vải á. Cái nền lót ở trong là màu trắng cho em. Hai màu nhẹ nhàng nhẵn nhặn cực kỳ dễ mang cho em luôn. Và xoay một vòng từ trước và sau cho mấy chị cùng xem nè. Mẫu này em sale rất là rẻ rồi. Nên là ai chốt thì các chị mình chủ động comment liền cho em là A592 cộng kèm số thoại. Cái này em không có size là SML đâu mấy chị ơi. Mẫu này tầm chỉ là 52-53 con đổ lại. Và các chị cao và bận người là mình mang được thêm nha mọi người nha. Rồi, A592 ok chị nên chốt đơn. Ví dụ như mà chị nào mình có số điện thoại rồi á, mình chỉ cần cho em mã là A592 và hai chữ là gộp đơn là được nha các chị nha. Và chị nào là khách mới thì mình cứ cho em mã và số điện thoại thì các chị các bạn bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị trước nè về chiều cao cân nặng cũng như là size số để bên em có thể chốt đơn hàng cho từng chị cũng như là tư vấn kỹ hơn cho mọi người về cái chiều cao cân nặng cũng như là size số của mọi người nha. Rồi, A592 còn chị nào lấy nó comment liền cho em mã và số điện thoại là bên em chốt đơn hàng cho mọi người nè. Rồi, tiến lại gần cho mọi người xem mẫu này nha. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ thay mẫu tiếp theo. Cho là những cái mẫu này bên em còn số lượng rất ít nên là sẽ thay mẫu nhanh để cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Có lẽ là hàng sale á mọi người thì giá rất là mềm, ai nhanh tay mình có đơn mà chậm tay mình sẽ không có đơn cho em nha. Rồi các chị đợi một xíu ta mẫu và nhớ là ai còn bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì mình cứ comment trên livestream này để bên em tư vấn cho mọi người nè. Rồi các chị đợi một xíu nha. Rồi em chào các chị. Dạ rồi bây giờ chị nào còn trên live, ví dụ mà nãy giờ mình đặt hàng á mà thiếu số thoại các chị bổ sung liền với em nha. Ok chị nè, để các chị các bạn bên em sẽ kiểm tra cho mọi người. Do là nếu mà mình là khách hàng cũ á thì bên em sẽ có số điện thoại, còn ví dụ như chị nào là khách hàng mới thì mình nhớ là cho em xin số điện thoại bên em tư vấn nha. Dạ, chị U Hoa Nguyễn ơi, tiếc là cái mẫu đó 62 cân nổi vừa. Đây là mẫu đó chị nhận đơn, chị nào từ xem M trở xuống thôi chị. Đây là có gì à? Bên em sẽ tư vấn cho chị mẫu khác nha. Rồi em xin chào các chị đang còn theo dõi livestream của Đại Mỗi Ngày nha. Rồi lên cho một cái phong dáng đầm này nè. Rồi lên cho một cái phong dáng đầm caro này nha các chị nha. Hiện tại mẫu này bên em là B840 với chị. Mẫu này bên em là B840 với chị nha. Và B840 này hiện tại bên em làm cho mọi người là size M. Bây giờ em chỉ còn size M thôi. Rồi, hiện tại chị nào mình từ size M trở xuống thì mình chốt được cái mẫu này cho em nha các chị nha. Rồi chị nào mình mang size L mình thông cảm cho em mình chọn mẫu khác nha. Rồi, mẫu này bên em sẽ có mã cho mọi người là B840 với chị. Rồi, phong đồng caro cổ tim này bên em là mọi người làm cái sản phẩm này. Cho em chỉ có 99.000 một đồng thôi. Ai thích thì comment liền cho em là B840 cộng kèm số thoại. Phần tay bên em làm là phần tay cánh dơ kèm bao vuông cho mọi người thấy phần tay này. Mẫu này là khóa kéo nằm phía sau cho em các chị nha. Đây, mẫu này đằng sau bên em là khóa kéo cho mọi người. Trên những cái họa tiết cả những cái hoa nhí trên cái nền là caro các chị. Mình mang cực xinh thì em ha. Và đây là cúc giả gỗ cho em luôn. Mẫu này thì 99.000 em chỉ còn xem. Nên
chị nào mình mang xe SM mình có thể chốt mẫu này được cho em nha. Rồi, B840 là mã của mẫu này. Chốt thì cứ cho em mã và số điện thoại là bên em chốt đơn. Đừng quên là khi mình đặt hàng thì mình nhớ là